khi còn trẻ, tôi có một kẻ thù mang tên Tiểu Noãn, người mà không ít lần khiến tôi phát bực. Để tránh phải chạm mặt cậu ta, tôi đã chọn một trường đại học thật xa nhà, với hy vọng thoát khỏi những phiền phức cũ. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng chúng tôi lại cùng đỗ vào cùng một trường. Và còn ngạc nhiên hơn khi cậu ấy lại quyết tâm chuyển đến sống cùng tôi. Thế nhưng, theo thời gian, tôi bắt đầu nhận ra một điều gì đó kỳ lạ ở Tiểu Noãn. Chẳng phải chúng tôi từng hứa sẽ chỉ là trái mận xanh dịu dàng của nhau thôi sao? Sao cậu ấy lại trông tiểu tụy đến vậy? Lúc đó, tôi đang nằm trên sofa, tận hưởng lon nước mát mẻ, thầm nghĩ cuộc sống không có ác quỷ bóng đêm bên cạnh đúng là quá thoải mái. Vậy mà, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, ai lại đến vào lúc này chứ? Tôi vừa mở cửa, đã bắt gặp một cô gái cao ráo đứng ở đó. Áo phông trắng, quần short denim, gương mặt thanh tú với đôi mắt to sáng ngời, sống mũi cao và đôi môi khẽ nhếch lên đầy cuốn hút. Cô ấy nhìn tôi đầy giận dữ, không nhịn được, tôi lẩm bẩm, ác quỷ đêm, sao cô lại ở đây? Tiểu Noãn, ác quỷ đêm, trong lòng tôi, nghiến răng nói, giọt sương. Cậu còn dám nói sao? Sao không nói cho tôi biết cậu chuyển nhà? Tôi nhún vai, cô tìm tôi làm gì? Cô ấy bối rối, rồi lắp bắp, dĩ nhiên là xem cậu có bỏ được thói quen xấu nào chưa. Tôi cười khẩy, ngoáy tai trêu chọc. Không ngờ Tiểu Noãn càng thêm tức giận, kiên quyết đòi chuyển đến sống cùng tôi. Tôi nhìn xuống, thấy cô ấy mang theo cả vali lớn. Trước tình huống bất ngờ này, tôi không nhịn được mà bật cười lớn. Tiểu Noãn đỏ mặt hét lên, cậu cười cái gì? Thấy cô ấy thực sự giận, tôi liền lao nhanh vào phòng, đóng cửa cái rầm, để cô ấy đứng bên ngoài bực tức đập cửa. Giọt sương, mở cửa ra. Tiểu Noãn giận dữ gõ cửa, làm tôi nhớ về những kỷ niệm chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, từ khi còn học mẫu giáo, lên tiểu học, rồi cùng học chung lớp đến tận trung học. Đôi lúc, người lớn trong nhà còn trêu đùa chúng tôi bằng cách mai mối. Khi chúng tôi lớn lên và bước vào tuổi dậy thì, tôi cũng chẳng hiểu sao mọi thứ lại thay đổi đến vậy. Từ hai đứa nhỏ từng thân thiết, giờ tôi với Tiểu Noãn như hai kẻ thù truyền kiếp. Chuyện hôn má em bé gì đó giờ chỉ còn là quá khứ. Vì vậy, khi Tiểu Noãn đề nghị chuyển đến ở chung, tôi thẳng thừng từ chối. Cô không thể nào sống ở đây được đâu, tôi nghĩ, tôi đã mất bao nhiêu công sức để vào được đại học, tìm một chỗ riêng tư, tránh xa cô mà. Nghĩ đến đó, tôi càng kiên quyết không nhượng bộ, nhưng Tiểu Noãn đâu có bỏ cuộc dễ dàng thế, cô ấy cứ đứng ngoài cửa, nhấn chuông và gõ cửa liên tục. Tôi nằm trên sofa, lấy gối bịt tai để chặn lại cái âm thanh phiền phức này. Đột nhiên, bên ngoài trở nên im ắng. Khi tôi vừa định thở phào, định chắc rằng cô ấy đã bỏ đi, thì tiếng than khóc của Tiểu Noãn vang lên, cao giọng ngay trước cửa, "Mọi người ơi, hãy nhìn xem, người đàn ông vô tâm này. Anh ta đã làm tôi có bầu, giờ còn không cho tôi vào nhà nữa." Trời ơi, cái âm thanh thê lương ấy có thể khiến hàng xóm hiểu nhầm mất. Cả khu này toàn là người lớn tuổi, và nếu họ nghe thấy, chắc tôi nổi danh trong vòng một ngày. Tôi bật dậy, mở cửa, kéo thẳng Tiểu Noãn vào phòng, giận dữ hỏi, "Cô định làm gì đây?" Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, bảo muốn chuyển vào sống cùng. "Không bao giờ," tôi từ chối ngay lập tức. Cô ấy liếc xéo tôi, bắt đầu nhấn giọng như sắp la lên, "Ai sẽ bảo vệ công lý cho tôi đây?" Chưa kịp để cô nói hết câu, tôi vội bịt miệng cô lại, nhỏ giọng cảnh báo, "Im lặng, nghe chưa?" Tiểu Noãn cố gắng nói qua bàn tay tôi, chỉ phát ra tiếng rì rầm khiến lòng bàn tay tôi ngứa ngáy. Tôi khẽ thì thầm, cho đến khi tôi thả ra, đừng hét lên. Cô gật đầu đồng ý, nhưng ngay khi tôi vừa rút tay ra, cô lại chuẩn bị la lớn. Tôi vội chụp lấy cô, nhưng Tiểu Noãn nhanh nhẹn lách ra, xoay người lại, cười gian xảo, "Vậy tôi có thể sống ở đây không?" Tôi ngẩn người một chút, đáp lại cương quyết, "Nói mục đích thực sự của cô đi." Cô ấy mỉm cười tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng bảo, "Dù sao thì cũng còn một tháng nữa mới nhập học, tôi chỉ muốn ở gần, để xem cậu có thay đổi gì không thôi." Tôi thở dài, cũng chẳng muốn sống mãi ở nhà, thế này chẳng phải quá bất công sao, tôi nói, cố giữ giọng thật bình thản. Tiểu Noãn cũng vừa được nhận vào Đại học Hải Thành, nhưng chẳng phải trước đây cô từng nói sẽ vào đại học riêng sao? Rồi giờ đây, cô lại xuất hiện ngay nơi này, ngay trước cửa nhà tôi. Tôi không thể không hỏi thẳng, có phải cậu đến đây vì mình không? Tiểu Noãn đáp, giọng hơi căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, tôi chỉ thấy phong cảnh ở đây đẹp nên muốn học ở đây thôi, không liên quan gì đến cậu cả. Cô cười, nhưng rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Tiểu Noãn đột nhiên phá lên cười khi thấy tôi cau mày. Có gì đâu mà căng thẳng vậy, tôi đùa và đập nhẹ lên đầu cô. Ngay lập tức, cô ôm đầu la lên đầy kịch tính, trông đến là tội nghiệp, khiến tôi lúng túng hỏi, có sao không đấy? Tiểu Noãn liếc mắt, nói với giọng trách móc, cậu thật biết cách giấu bí mật đấy. Khi tôi đăng ký làm tình nguyện viên, cậu chẳng nói gì cả, đã thế còn đi du lịch với gia đình. Cô ấy trách móc, đôi mắt hơi ánh lên vẻ bất mãn, rồi cô nói, may là tôi có số điện thoại của mẹ cậu. Nghe đến đây, tôi thầm nghĩ, đúng là kẻ phản bội này lại đi mách lẻo với mẹ. Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên, và mẹ ở đầu dây hỏi thăm ngay, Tiểu Hằng, Noãn Noãn đã đến ở chỗ con rồi đúng không? Nó muốn làm quen trước với môi trường ở thành phố Hải Thành. Nghe đến đây, tôi hiểu ngay mọi chuyện, mẹ tưởng rằng có Tiểu Noãn ở đây sẽ tốt hơn vì cả hai có thể chăm sóc lẫn nhau. Tôi chưa kịp đáp thì Tiểu Noãn giật lấy điện thoại, lịch sự cảm ơn mẹ tôi. Sau khi cúp máy, cô nhìn tôi, mỉm cười, thấy chưa, mẹ cậu còn nhờ tôi trông nom cậu. Tôi nhìn cô, cười ngao ngán khi thấy cô đã nhanh nhảu cởi giày, lấy dép của tôi từ trong tủ mang vào như thể đã sẵn sàng ở lại. Cô quay đầu lại, làm mặt với tôi, nghịch ngợm nói, giờ mọi thứ ở đây đều là của mình rồi. Cô chỉ vào chai nước giải khát tôi để trên bàn, nói với giọng thản nhiên, con trai mà uống mấy thứ này nhiều quá không tốt đâu. Tôi chỉ biết nhăn mặt, cảm giác như mình đang bị chiếm đóng hoàn toàn, Tiểu Noãn, cậu đúng là biết cách làm người ta điên mà. Nếu cậu muốn ở lại thì cứ nói thẳng, đừng dài dòng mãi vậy, tôi buông một câu, không che giấu nổi vẻ bực mình. Tiểu Noãn không chút do dự đáp lại, thế phòng của tôi ở đâu? Chẳng chờ tôi trả lời, cô đã kéo vali và thẳng tiến vào căn phòng cuối hành lang. Tôi chỉ biết ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài chán nản. Tưởng chừng đã thoát khỏi cô ấy, giờ lại phải bắt đầu sống chung thế này sao? Không lâu sau, giọng Tiểu Noãn lại vọng ra từ phòng ngủ, "Này, Tiểu Hằng, vào đây giúp tôi một tay với."
Miễn cưỡng bước vào, tôi thấy cô ấy đang hì hục mở vali đầy quần áo và vô số vật dụng cá nhân. Nhiều quá, nặng quá, cô than thở, nhờ tôi treo đồ lên tủ. Nhìn đống hành lý ngổn ngụt trước mặt, tôi không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi không biết cô định ở đây bao lâu. Định ở luôn đây hả, tôi trêu. Tiểu Noãn nghiêm túc đáp, sao không nhỉ? Cô ấy dứt khoát đề nghị, tôi sẽ ở đây đến khi năm học bắt đầu. Lúc đó, tôi sẽ chuyển sang ký túc xá. Thế còn tôi hỏi lại, không giấu nổi vẻ ngờ vực. Cô mỉm cười tinh nghịch, cậu thì chắc chắn phải ở đây lâu dài rồi. Dù sao thì ở lại đây vài ngày cũng không vấn đề gì. Trong lúc tôi bận treo đồ, cô ấy không ngừng lẩm bẩm gì đó, khiến tôi tò mò, cậu vừa nói gì thế? Không có gì, không có gì đâu, cô đáp qua loa, rõ ràng là chẳng muốn giải thích thêm. Cả hai vừa sắp xếp phòng vừa đùa cợt, tiếng nói cười vang khắp căn phòng. Cuối cùng, Tiểu Noãn ngắm nghía xung quanh, hài lòng gật đầu, không tệ đâu, hôm nay chính thức tôi sẽ sống ở đây rồi. Lúc đó, tôi đã mệt ngoài, chỉ muốn ngả lưng xuống ghế sofa mà thở. Thấy vậy, cô ấy cười trêu, chà, sức chịu đựng của cậu kém thật đấy. Đứng đó mà nói thì dễ lắm, cậu mang cả đống đồ đến rồi ai là người sắp xếp hộ cơ chứ? Tôi lẩm bẩm, rồi nằm dài xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Noãn đứng bên cạnh, nhìn tôi với nụ cười không nói nên lời. Thôi được rồi, tôi nhún vai chịu thua, vì cậu đã bỏ công giúp, trưa nay tôi mời bữa đấy, thế nào? Trưa nay ăn gì đây? Tôi hỏi, vừa nửa đùa nửa thật. Ngay khi nghe Tiểu Noãn bảo mời ăn, mắt tôi như sáng rực. Được thôi, đừng nói tôi keo kiệt nhé. Hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Cô ấy đáp lại, rồi quay lưng dẫn đường. Khoan đã, chờ tôi với chứ. Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, bước theo cô nàng đầy phấn khích. 5 phút sau, tôi nhìn đĩa cơm chiên trứng trước mặt, không giấu được sự ngạc nhiên. Đây là bữa thịnh soạn cậu hứa đấy à? Tiểu Noãn cười nhẹ, có vấn đề gì sao? Cơm chiên trứng không tính là bữa thịnh soạn à? Tôi phì cười, tôi tưởng sẽ được thưởng thức ở nhà hàng nào đó chứ. Ai ngờ cậu lại kéo tôi xuống tiệm ăn nhanh ngay dưới tầng. Cô ấy nhún vai, vẻ không bận tâm, lắm lời thật. Ăn không? Không thì thôi, khỏi phàn nàn. Tôi nhìn đĩa cơm rồi đành ngậm ngùi chấp nhận, nghĩ bụng dù sao có người mời cũng còn hơn tự mua. Bỗng nhân viên phục vụ đến, đặt món san panh trước mặt cô ấy. Xin chào, bữa ăn của quý khách hết 35 nhân dân tệ. Tôi trố mắt nhìn, khoan đã, cậu gọi cho mình món san panh rồi cho tôi cơm chiên trứng à? Tiểu Noãn vẫn điềm nhiên cắn một miếng cơm, đáp lại mà chẳng buồn nhìn tôi, cậu có nói mình muốn ăn gì đâu. Tôi giờ khóc giờ cười, lắc đầu lẩm bẩm, lần sau hỏi tôi trước chứ. Tự tiện gọi gì thế không biết. Tiểu Noãn chẳng nói thêm lời nào, chỉ lấy đôi đũa, nhẹ nhàng gắp mấy cọng bông cải xanh từ bát cô ấy sang bát tôi. Đây, cậu ăn thử đi. Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đống bông cải xanh, biết rõ là tôi không thích bông cải xanh mà, cậu đưa làm gì? Cũng phải ăn chút đi, cô ấy cười giảo hoạt, miệng phồng má dễ thương. Tôi không chịu nổi, lấy đũa gắp hai cọng bông cải xanh thả vào bát cô ấy, thế cậu ăn hai cái này, phần còn lại tôi sẽ ăn. Nhìn Tiểu Noãn định lén lút gắp ngược lại vào bát tôi liền gõ nhẹ lên tay cô, nghiêm giọng, đừng có lén lút như thế nhé, ăn thì cứ ăn đi. Cô ấy bật cười, hất mặt, đây là phần tôi tặng cậu mà. Mỡ màng thế này, tôi không thích, nếu mà cứ phàn nàn về cô ấy, thì chẳng khác nào tôi trở thành cái máy tiêu hóa đồ thừa. Thế mà Tiểu Noãn cứ nhẹ mấy món cô ấy không thích, nhất là thịt mỡ, gắp sang bát tôi y như lúc bé. Cuối cùng, tôi cầm lên, nhắm mắt nhắm môi ăn một miếng, tiện tay xúc thêm một đũa cơm cho đỡ ngán. Cô ấy nhai cơm, cười khẩy bảo, ăn xong rồi mới nói chuyện tiếp. Bỗng nhiên, cô ấy hỏi tôi về chuyện đăng ký chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Hải Nam. Tôi ngạc nhiên, sao cậu biết? Tiểu Noãn cười tinh quái, tôi biết hết đấy, chỉ cần đếm ngón tay là ra thôi. Tôi phá lên cười, cậu đừng chém gió nữa, dì nói cho cậu biết đúng không? Chứ sao, cô ấy đáp, nhún vai không tỏ vẻ áy náy chút nào, rồi hỏi ngược lại, thế cậu chọn ngành nào? Tôi cũng chọn quản trị kinh doanh, tôi vừa nói vừa thở dài, tại sao cái gì cậu cũng phải chọn giống tôi thế? Cô ấy cười khẩy, vỗ nhẹ bụng bảo, tôi no rồi, còn lại của cậu đấy. Khoan, tôi cảnh giác, nếu tôi không ăn thì sao? Dám từ chối những gì tôi cho à? Cô ấy nhướng mày nhìn tôi, tỏ vẻ đắc thắng, nếu cậu không ăn, đừng trách tôi sẽ về phòng cậu mà làm loạn đấy. Tôi trố mắt nhìn, đành nhượng bộ, nhét đũa vào miệng mà ăn, vừa nghĩ, ma quỷ thật, đe dọa kiểu gì thế này. Sau khi về đến nhà, tôi nằm dài trên ghế sofa, nhớ lại lời đe dọa của Tiểu Noãn, đầu óc lập tức cảnh giác. Dù cả hai thân thiết từ nhỏ nhưng sống cùng nhau thì đôi khi thật không tránh khỏi những chuyện phiền phức. Giữa nam và nữ dù thân đến đâu cũng cần vài quy tắc, không thì kiểu gì cô nàng này cũng lén vào phòng tôi mà bày trò. Lúc đó, Tiểu Noãn đã khiến tôi quyết tâm thực hiện cuộc họp gia đình đầu tiên của hai đứa. Chỉ để rõ ràng những gì nên làm và không nên làm. Tóm lại là gì đây? Cô ấy ngước lên, đôi mắt đầy vẻ thách thức. Điểm khác biệt lớn nhất là, đây là nhà của tôi, không phải nhà cậu. Tôi đáp, cô nhấn mạnh để Tiểu Noãn hiểu rõ lãnh thổ của ai đang đứng đây. Cô ấy ngừng lại, gặm miếng táo rồi nghiêng đầu nhìn tôi, vậy cậu định nói gì? Tôi hắng giọng, mở màn buổi họp gia đình đầu tiên, nghe kỹ đây, chúng ta sống cùng nhau nên cần vài quy định, tuân thủ nghiêm túc. Trong khi tôi thao thao bất tuyệt liệt kê các điều khoản, Tiểu Noãn ngả người ra sofa, mắt dần díu lại, đầu gật gù như chuẩn bị gục. Cuối cùng, tôi cắt ngang, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Cô ấy ngơ ngác mở mắt, hả? Cậu nói gì cơ? Cố nén giận, tôi nghiến răng, tôi nói nãy giờ mà cậu chẳng nhớ được câu nào. Tiểu Noãn nhếch môi, phàn nàn, cậu nói nhiều quá, tôi nghe mỏi tai luôn rồi. Tôi hít sâu, kiên nhẫn nhấn mạnh lại từng điều, rồi, giờ tóm gọn nhé, luật đầu tiên, không làm ồn khi người khác đang nghỉ. Thứ hai, chia đôi tiền thuê, điện nước. Thứ ba, thay phiên làm việc nhà. Thứ tư, đồ cá nhân để ngăn nắp. Cô ấy chớp mắt vẻ ngạc nhiên, này, tôi có bao giờ vứt bừa đồ đâu. Tôi nhìn chằm chằm, lần nào vào phòng cậu, tôi cũng thấy đồ lót bay tứ tung hết. Cô ấy ngượng ngùng, im lặng một lúc rồi thở dài, được rồi, vậy còn gì nữa không? Điều quan trọng nhất, không tự ý vào phòng nhau, nhưng sao tôi không vào phòng cậu được? Cô ấy phản đối ngay, quy định thì cậu phải tuân thủ.
Tôi nghiêm giọng, nén cười khi thấy vẻ mặt bướng bỉnh của cô ấy. Thế quyền của bạn thuở nhỏ thì sao? Tiểu Noãn lầm bầm, tôi bật cười, gõ nhẹ vào đầu cô ấy. Đây là nhà của tôi, nếu không tuân thủ, tôi có thể đuổi cậu ra ngoài bất cứ lúc nào. Nghe vậy, cô ấy phì cười, miễn cưỡng đồng ý. Tôi cầm mảnh giấy lên, viết rõ ràng từng điều khoản rồi để xuống bàn, chính thức khép lại buổi họp gia đình căng thẳng đầu tiên. Tôi treo tờ giấy lên tường, bốn chữ đỏ nổi bật, quy tắc chung sống. Xong xuôi, tôi cầm bút đỏ chấm lên ngón tay cái, rồi ấn mạnh lên tờ giấy như lời xác nhận đầy uy quyền. Sau đó, tôi quay lại, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Diệp Noãn Noãn. Cô ấy lùi lại, ánh mắt sợ sệt, anh định làm gì? Tôi nhếch miệng cười, giơ ngón tay đỏ lên, nhìn thẳng vào cô. Chẳng lẽ em không muốn cùng tôi tuân thủ những quy tắc này sao? Diệp Noãn Noãn lắc đầu quẩy quẩy, từ chối không do dự. Tôi sẽ không làm, dù có chết. Tôi tiến lại gần hơn, cô ấy liền ném chiếc gối vào mặt tôi. Chiếc gối đập thẳng vào trán, từ từ rơi xuống, trong khi tôi chỉ đứng đó cười nham hiểm. Một lát sau, tôi nhìn xuống tờ giấy với hai dấu tay đỏ thấm của chúng tôi, gật đầu hài lòng. Thế là xong, quy tắc đã được thiết lập, tôi nói, giọng đầy hứng thú. Bất kỳ ai vi phạm sẽ phải làm việc nhà cả tháng. Diệp Noãn Noãn lẩm bẩm, bực bội nhìn vào tay mình, rồi lao vào phòng tắm để kỳ cọ vết mực đỏ. Từ phòng khách, tôi thoải mái gọi lớn, đừng lo, vài ngày nữa là sạch thôi. Chúng tôi cùng nhau đến siêu thị, ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Chẳng có gì lạ trong trường, Diệp Noãn Noãn là hoa khôi nổi tiếng, còn tôi thì cũng chẳng kém cạnh. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ chúng tôi là một cặp trời sinh. Vào siêu thị, tôi hăm hở đẩy xe về phía gian đồ ăn, Diệp Noãn Noãn chỉ đứng khoanh tay, ngắm tôi lựa từng món, thỉnh thoảng lẩm bẩm chê bai rau củ. Mấy món này chán quá, đi mua thịt đi, cô ấy giọng nũng nịu. Tôi cười khẩy, ăn rau mới khỏe, nghe chưa? Rồi tôi cố tình chọn bông cải xanh thứ mà cô ghét nhất, trêu chọc, tối nay nấu món này đấy. Cô ấy lắc đầu, dậm chân phản đối, nhưng tôi vẫn tiếp tục mua sắm, chẳng thèm bận tâm. Đang lúc đó thì có giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Tôi quay lại, thấy Tô Nhu, người bạn cũ trong bộ váy đơn giản mà thanh lịch. Ồ, Tô Nhu, cậu cũng đi siêu thị à? Tôi cười chào hỏi, Diệp Noãn Noãn đột nhiên trở nên trầm ngâm, lặng lẽ quan sát từ xa. Rồi cô bước đến gần, nghe chúng tôi nói chuyện công việc. Thấy tôi thân thiện với Tô Nhu, ánh mắt cô ấy đột nhiên tối sầm, trừng mắt nhìn tôi khi Tô Nhu rời đi. Ngày mai gặp lại, tôi nói với Tô Nhu một cách lịch sự, nhưng nghe Diệp Noãn Noãn lẩm bẩm bắt trước, ừ, ngày mai gặp lại. Tôi quay sang, hỏi đầy nghiêm túc, này, em giận tôi vì chuyện gì? Cô ấy bĩu môi, bước đi nhanh hơn, còn tôi chỉ biết lắc đầu, mỉm cười đi theo sau. Nghe thấy vậy, tôi bật cười, quay lại phía cô. Nếu tôi vẫn còn tất cả thì sao? Tôi trêu chọc, khiến Diệp Noãn Noãn vốn đã không vui càng thêm bực bội. Cô trừng mắt nhìn tôi, không nói thêm lời nào mà bỏ đi, để mặc tôi với chiếc xe đẩy. Thấy cô như vậy, tôi lại bật cười, nhưng khi quay lại, cô đã không còn ở đó nữa. Một thoáng lo lắng dâng lên trong lòng, tôi tìm cô khắp nơi, đẩy chiếc xe vào từng góc khuất của cửa hàng. Bỗng, từ sau một dãy kệ, tôi nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, run rẩy như bị đè nén suốt bao lâu nay. Tôi dừng lại, bỏ chiếc xe xuống và bước nhẹ đến, rồi thấy cô ngồi thu mình, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong tay. Toàn thân run lên, tiếng nức nở đầy khổ sở của cô như xé tan lòng tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình nhói lên. Chúng tôi đã lớn lên bên nhau, và nhìn thấy cô như thế này thật không thể chịu nổi. Tôi biết, có lẽ vừa rồi mình đã hơi vô tâm. Bước lại gần cô, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ánh mắt tôi vô tình chạm vào một gói kẹo mút trên kệ bên cạnh. Nhớ đến lời ai đó từng nói, khi buồn, hãy ăn một cây kẹo mút, có lẽ sẽ thấy vui hơn. Tôi liền lấy một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô và đưa cây kẹo ra trước mặt. Tiểu Noãn ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy mệt mỏi và buồn bã. Nhưng khi nhìn thấy cây kẹo mút nhỏ nhắn trong tay tôi, cô ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười và một chút ánh sáng lóe lên trong đôi mắt u buồn ấy. Tiểu Noãn mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn cây kẹo mút tôi vừa đưa, rồi ánh mắt cô ấy dừng lại trên gương mặt tôi. Với đôi mắt đỏ hoe, cô thì thầm, đã bao lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ? Lời nói ấy gợi lên những ký ức chung của chúng tôi. Tôi nhớ lần nhỏ, khi tôi bị bố phạt vì nghịch ngợm, trốn ở góc cửa, nức nở một mình. Lúc đó, Tiểu Noãn tìm thấy tôi, đưa cho tôi một cây kẹo mút và an ủi bằng chính những lời đó. Tôi nhẹ nhàng mở vỏ kẹo, đưa kẹo tới môi cô. Tiểu Noãn không ngần ngại nhận lấy, hương vị ngọt ngào dường như làm cô dịu lại. Tôi mỉm cười, hỏi, bây giờ đã thấy khá hơn chưa? Giọng nói của tôi chứa đầy sự quan tâm và ấm áp. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy xúc động nhưng cố giả vờ kiêu ngạo, cậu tưởng dễ dỗ tớ vậy sao? Rồi cô phàn nàn với vẻ bực bội, cậu nghĩ tớ sẽ không quay lại chỉ vì lời trêu đùa đó sao? Tôi cười, nhẹ nhàng trấn an, đó chỉ là đùa thôi mà. Nếu cậu không đuổi tớ đi, tớ mới thật sự hạnh phúc đó. Tiểu Noãn quay sang, tỏ ra giận dỗi nhưng có chút ấm áp trong ánh mắt. Tôi liền nắm lấy cơ hội, thở dài bất lực, thôi nào, đừng giận nữa. Thích ăn gì thì cứ lấy, ra xe tớ sẽ đãi. Ánh mắt Tiểu Noãn lập tức sáng lên, như đứa trẻ tìm lại niềm vui. Cô nhìn tôi không chớp mắt, như muốn chắc chắn lời nói đó là thật. Thực ra, cô đã mềm lòng từ lâu, nhất là khi nghe tôi nhắc lại kỷ niệm thuở nhỏ. Nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cô, tôi khẽ mỉm cười, thấy trong lòng như bừng lên niềm vui. Trong lòng tôi thầm nghĩ, cô gái này càng lúc càng khó chiều. Thật buồn cười khi nghĩ rằng chính cô ấy mới là người đến sống nhờ nhà tôi, vậy mà cuối cùng vẫn là tôi phải móc tiền túi ra chi tiêu. Đây chẳng phải là ví dụ điển hình của việc được ăn cả, ngã về không hay sao? Nhưng ngay khi tôi đồng ý, Tiểu Noãn lập tức phấn khởi hẳn lên, tràn đầy năng lượng bắt đầu chọn đồ ăn vặt yêu thích. Tôi nhìn cô ấy vui vẻ ngâm nga một giai điệu, hăng hái nhặt từng món, rồi bỏ tất cả vào giỏ hàng. Tôi vừa định hỏi xem mình có nên mang túi kẹo mút đã mở này đi tính tiền hay không, thì Tiểu Noãn lại khẽ khàng thắc mắc, khiến tôi phải nghiêm túc đáp, tất nhiên, cứ mang về thôi. Không phải cậu sẽ trả tiền sao? Tiểu Noãn thoáng đỏ mặt, nhìn tôi, rồi nói lý nhí, xong mình có thể để túi kẹo này trong phòng chứ?
Tôi chỉ cười đáp lại, cứ ăn thôi, tôi đâu có ăn ngọt mấy. Chưa kịp chú ý tới vẻ mặt cậu ấy đã hơi ửng đỏ, thì Tiểu Noãn đã giả vờ tỏ ra kiêu kỳ. Nể tình cậu thành tâm, tôi sẽ tha thứ lần này. Tôi lắc đầu cười thầm, nói với vẻ bông đùa, vâng, cảm ơn tiểu thư rộng lượng đã tha tội. Rồi tôi thúc giục, thôi nào, đi mua thịt đi. Tối nay tôi làm món cánh gà Coca-Cola cho cậu. Tiểu Noãn vui mừng đẩy xe về phía quầy thịt, còn tôi lặng lẽ theo sau, mang trên vai nỗi bất lực. Cậu ấy hăm hở chọn từng miếng thịt, trong khi tôi từ tốn đi theo, dần dần thành gánh nặng túi đồ lớn nhỏ. Vừa về đến cửa, Tiểu Noãn mở tung cửa, vui vẻ reo lên, tôi về rồi. Còn tôi thì chậm chậm bước theo sau, tay xách đầy túi nặng trĩu. Tôi phàn nàn, cả đống thứ này cậu mua về, ai phải mang tất cả thế này? Tiểu Noãn liếc mắt, nhấc một túi nhựa nhỏ lên, đắc ý nói, đây, đây là nguồn vui của cậu. Tôi cau mày, cậu chỉ cho tôi mua 3 chai, còn bắt tôi dùng 1 chai để nấu cánh gà. Thực ra, tôi chỉ có thể uống được 2 chai thôi. Đừng lo, để đó tôi lo, tôi vừa nói vừa nhìn Tiểu Noãn bước vào phòng, đặt túi đồ lên bàn cà phê và ngồi phịch xuống ghế sofa. Rồi thở dài mệt mỏi, tôi liếc nhìn cậu ấy và nghiêm túc nói, này, đừng có rảnh quá, dậy phụ tôi cất mấy món ăn vặt vừa mua đi chứ. Tiểu Noãn nhíu mắt lười nhác, vừa than, cho tôi nghỉ ngơi chút đi, mệt lắm rồi, vừa thả mình xuống ghế như thể không còn xương. Nhưng tôi đâu dễ dàng bỏ qua, giọng cứng rắn bảo, nếu không dậy thì tối nay chỉ có ăn bông cải xanh luộc thôi đấy. Nghe vậy, mắt Tiểu Noãn mở tròn xoe, lúng túng bật dậy, không, không, không. Tôi dậy ngay đây, cậu ấy nhảy bật khỏi sofa, vội vàng nhấc túi đồ ăn vặt rồi biến nhanh vào phòng mình. Tôi nhìn theo, khẽ mỉm cười khi thấy cậu ấy vừa cất đồ vừa lẩm bẩm như đang cổ vũ bản thân. Lúc nhìn thấy gói kẹo đã mở, tôi hơi khựng lại, cảm thấy một chút ngọt ngào thoáng qua. Cậu ấy còn đặt gói kẹo mút ở ngay đầu giường, nơi dễ dàng nhất để với tới. Vì đã có công mua đồ ăn vặt cho tôi, nên tôi sẽ tạm tha thứ, Tiểu Noãn lẩm bẩm, tay tự mãn đặt kẹo ở đó. Không quên thêm câu, cho cậu đồ heo. Cậu ấy còn ló đầu ra khỏi phòng, gọi to về phía tôi đang loay hoay trong bếp, "Này, tôi sẽ tự tay vào phòng cậu cất mấy món ăn vặt của cậu đây." Tôi chỉ nghe cậu nói rồi gật đầu đồng ý mà chẳng suy nghĩ nhiều, còn Tiểu Noãn lại cười rạng rỡ, cầm nốt mấy món ăn nhẹ còn lại, rồi mở cửa phòng tôi. Bước vào phòng, cậu ấy quan sát giường đã gọn gàng. Chăn mền xếp nếp vuông vắn, từng đồ vật trên bàn và giá sách cũng được sắp xếp tỉ mỉ, gọn gàng đến không ngờ. Cậu ấy nhìn quanh, thầm khen trong lòng, vẫn sạch sẽ như ngày nào, không tệ đâu. Tiểu Noãn kéo ngăn bàn cạnh giường, thấy bên trong trống không như mọi khi. Cậu ấy cẩn thận xếp từng món ăn vặt vào ngăn bàn, vừa làm vừa cười khẽ. Xong xuôi, cậu nhìn quanh căn phòng, thoáng thở dài khi thấy chiếc giường lớn sạch sẽ. Rồi Tiểu Noãn lại rón rén ra tới cửa, lén lút ngó vào bếp xem tôi còn đó không. Thấy tôi vẫn đang bận rộn với tủ lạnh, cậu ấy nở một nụ cười tinh quái, rồi vội trở vào phòng, kéo nhẹ cửa. Phía sau, tiếng chân của tôi nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Noãn từ từ đóng cửa phòng tôi, dùng cả hai tay đẩy nhẹ cánh cửa lại cho đến khi nghe thấy tiếng cạch rất nhỏ. Cậu ấy đứng bất động một lúc, nhịp tim như đang đập loạn. Khi chắc chắn bên ngoài không có động tĩnh gì, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy thẳng lên giường tôi. Mùi hương quen thuộc làm cậu ấy khẽ mỉm cười, vùi mặt vào gối của tôi, hít thở sâu mùi hương đặc trưng mà cậu ấy vẫn thường trêu là chỉ có ở đây. Tiểu Noãn lăn qua lăn lại trên giường, ôm chiếc gối của tôi trong tay, rồi vài phút sau đổ ập xuống giường, trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại cực kỳ phấn khích. Thật tuyệt khi có lại cảm giác này, cậu ấy thì thầm, lòng ngập tràn niềm vui lén lút. Tận hưởng xong, Tiểu Noãn ngồi dậy, hơi áy náy, cố gắng cẩn thận chỉnh lại giường như cũ, sợ rằng tôi sẽ phát hiện. Đúng lúc đó, khi Tiểu Noãn vừa sửa xong góc giường cuối cùng, cánh cửa phòng tôi bất ngờ mở ra. Tôi đứng ngay đó, nhìn thẳng vào cậu ấy, ánh mắt nghiêm nghị khiến cậu ấy khựng lại ngay lập tức. Tiểu Noãn trở nên cứng đờ, mặt hơi nhợt nhạt, cậu ấy chẳng khác nào một bức tượng khi trông thấy tôi. Nhưng rồi, Tiểu Noãn vội che giấu sự bối rối, đứng chắn trước giường như một phản xạ. Mồ hôi lạnh rịn ra, cậu ấy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc, rồi trầm giọng hỏi, cậu đang làm gì vậy? Tiểu Noãn thoáng sốc nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi, có làm gì đâu, cậu ấy lúng túng đáp. Nhìn vẻ lúng túng và thái độ quá bình thản đó, tôi biết ngay cậu ấy đang che giấu điều gì. Nhưng thay vì tiếp tục phản hỏi, tôi chỉ lặng lẽ tiến về phía giường. Ánh mắt tôi dừng lại ở góc giường có chút nhăn nhúm, hàng mày hơi cau lại thêm chút nữa. Tôi quay lại, ánh mắt dán chặt vào Tiểu Noãn, như thể muốn tìm ra điều gì đó ẩn sâu trong nét mặt cậu ấy. Chợt nhận ra điều gì đó không ổn, tôi nghe thấy cậu ta nghiến răng, lại là như vậy phải không? Cậu muốn tìm lại những cuốn sách kỳ lạ đó trong phòng tôi sao? Thật may mắn, tôi đã từ bỏ những thứ ấy từ lâu rồi. Một nỗi thất vọng len lỏi trong tôi vì không tìm thấy dấu vết gì của cậu ấy. Tôi nhăn mặt cười, vừa cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng. Diệp Noãn Noãn thì thầm vui mừng, may mắn thay, cậu ấy không hề nhận ra mình đã làm gì. Cậu ấy giả vờ thờ ơ, nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh. Vâng, đó chính là thứ tôi đang tìm kiếm. Tôi không ngờ cậu lại ngừng xem chúng, cậu ấy giả bộ ngạc nhiên. Không tệ chút nào, phải được khen ngợi chứ. Cậu không thể không phàn nàn rằng tôi biết cậu chẳng có việc gì hay ho để làm khi vào phòng này đâu. Lời giải thích thiếu tự tin của Tiểu Noãn khiến tôi bật cười. Làm sao có thể như vậy? Tôi không có thời gian để theo dõi xem cậu có mắc phải thói quen xấu nào không. Tôi đã đồng ý cho cậu vào phòng mình, nên lần này không tính là vi phạm quy tắc chung sống đâu. Tôi nói, vừa ôm chán, cảm thấy bất lực, Tiểu Noãn đáp lại với giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Tôi biết rồi, biết rồi. Rồi bước ra phòng khách, nằm xuống ghế sofa. Gương mặt cậu ấy vẫn còn hơi đỏ, thở nhanh qua làn môi mỏng, rõ ràng vẫn chưa hồi phục sau những gì vừa xảy ra. Một lúc sau, hương thơm từ bếp tỏa ra, khiến Diệp Noãn Noãn không khỏi thở dài, vô thức tìm kiếm nguồn gốc của nó và tiến đến cửa bếp. Nhìn thấy hình ảnh chàng trai bận rộn trong bếp, một cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng, cảm giác này thật tuyệt vời. Cậu ấy quay lại, nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu Hàng, bạn có mệt không?" Tôi sững sờ, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, nổi da gà khắp người. Cố gắng quên đi chính mình, tôi nhìn thấy Tiểu Noãn đang đứng ở cửa bếp, mỉm cười với tôi.
xin đừng làm tôi ghê tởm ở đây, tôi nói với vẻ châm biếm, cậu đã sử dụng giọng điệu gì để tạo ra âm thanh đó vậy? Đây có phải là cách cậu phản ứng với những người quan tâm đến cậu không? Nếu thật sự quan tâm đến tôi, thì hãy mang bát đũa ra, ngồi vào bàn ăn và đợi bữa ăn, tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên. Tiểu Noãn phàn nàn một cách giận dữ, dù vậy, cô ấy vẫn không thể cưỡng lại việc bưng bát đũa ra bàn và ngồi chờ bữa ăn. Khi tôi mang ra một đĩa cánh gà cốc mà cậu ấy yêu cầu, đôi mắt của Tiểu Noãn sáng lên như một đứa trẻ thấy quà. Tiếp theo, tôi đặt một đĩa salad rau củ lên bàn và sắc mặt Diệp Noãn Noãn lập tức trở nên xa xút. Tôi biết cậu không thích salad nên mới làm món này, tôi nói, cười nhạt, ăn ngon hơn với cánh gà cốc chứ nhỉ. Thấy cậu ấy lắc đầu bất lực, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau đó, tôi quyết định thêm một món nữa từ bếp ra. Che mặt và giả vờ thần bí, tôi nói, đoán xem đây là món gì. Tiểu Noãn liếc nhìn tôi với ánh mắt chán ghét và vội vã nói, tôi đến đây để ăn, không phải để xem cậu biểu diễn ảo thuật. Tôi chỉ biết cười mỉm, rồi lôi ra món thịt bò xào hành, đặt lên bàn với vẻ tự hào, ôi, tuyệt vời quá. Tiểu Noãn vỗ tay một cách châm chọc và kéo ghế ngồi cạnh tôi. Ăn thêm chút sau nữa, tôi nói, nhìn cậu ấy chăm chú. Nhìn thấy Tiểu Noãn cố gắng ăn món salad, tôi không thể không lắc đầu. Dù vậy, tôi vẫn thêm một ít salad vào bát của cậu ấy. Cảm ơn, Diệp Noãn Noãn nhai nhóc nhép, rồi cúi đầu tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Sau một lúc, Tiểu Noãn dường như nhớ ra điều gì đó. Trong khi ăn, cậu ấy hỏi tôi, ngày mai cậu có phải đi làm không? Tôi gật đầu, trả lời bình tĩnh rằng có. Thực ra, ngày mai tôi không phải đi làm, đã gần một tháng tôi làm việc liên tục, hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi. Diệp Noãn Noãn có vẻ hơi thất vọng, gật đầu rồi lại hỏi, ngày mai mấy giờ cậu đi làm và khi nào về? Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói rằng tôi sẽ bắt đầu công việc vào khoảng 10 giờ sáng và sẽ quay về lúc 4 giờ chiều, nếu không có việc ngoài giờ. Thực ra tôi làm việc bán thời gian, nên thời gian làm không dài lắm. Đôi khi cũng có khi phải làm thêm giờ, tôi giải thích. Giọng nói của Tiểu Noãn thoáng có chút thất vọng nhưng cậu ấy vẫn giả vờ hứng thú và tiếp tục hỏi, hôm nay cô gái đó có đi làm cùng cậu không? Tôi không nhận thấy sự thay đổi trong nét mặt của Tiểu Noãn, chỉ trả lời một cách bình thường, cô ấy cũng làm việc bán thời gian như tôi, vì vậy chúng tôi thường lên lịch cùng nhau. Tôi đã nghe câu này rồi, tôi nói, và ngay lập tức nhận thấy ánh mắt Tiểu Noãn mờ đi, một nỗi buồn lặng lẽ tràn ngập giữa chúng tôi. Cậu ấy cúi đầu im lặng, giả vờ tiếp tục ăn như thể mọi chuyện không xảy ra. Nhưng trái tim tôi lại đang lộn xộn, bối rối, tôi hỏi, sao bạn lại hỏi điều đó? Tiểu Noãn lo lắng đáp, không có gì, tôi nheo mắt lại, không dễ gì để bị đánh lừa. Bạn nghĩ rằng có thể giấu tôi điều này sao? Nhìn vào nụ cười ngượng nghịu của bạn, tôi biết có gì đó không ổn. Hãy nói cho tôi biết bạn đang nghĩ gì. Dường như Tiểu Noãn do dự, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Cảm giác nghi ngờ khiến tôi nghiến răng hỏi, tôi hiểu rồi, chắc bạn đang cố trốn tránh khỏi nơi tôi làm việc. Tôi sẽ không ngần ngại gây rắc rối cho cậu ấy trong công việc nếu cần. Tôi có biết bạn quá rõ không? Có lẽ là vậy, Tiểu Noãn lo lắng lặp lại, thực ra tôi đã đoán được. Tôi trầm giọng, đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ nói cho bạn biết nơi tôi làm việc. Tôi cũng không muốn biết, Diệp Noãn Noãn đáp lại bướng bỉnh. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bữa tối, và tôi nhìn vào bộ mặt ngượng ngùng của cậu ấy rồi chậm rãi nói, Tiểu Noãn, hôm nay tôi đã nấu bữa tối, phải không? Vậy công việc của bạn là dọn dẹp đống hỗn độn này chứ? Vâng, không, cậu ấy đáp, bạn vừa tự nói đấy. Tôi chỉ vào cậu ấy, bạn đã hứa rằng nhiệm vụ của bạn là dọn dẹp. Hãy lộ mặt ra và thừa nhận đi, thật ra tôi có nấu bữa tối, cậu ấy phản bác. Đúng, nhưng bạn cũng có một phần trong đó. Tôi cười, vậy thì, bạn dọn dẹp nhé, tôi đi tắm. Nói rồi, tôi quay về phòng, thay quần áo và bước vào phòng tắm. Trong khi tôi tắm, Noãn Noãn vẫn lắp bắp nói, được rồi, tại sao tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ấy đang suy nghĩ trong khi dọn bàn, và đột nhiên, Diệp Noãn Noãn chợt nhận ra điều gì đó. Ra khỏi đây ngay, Diệp Noãn Noãn quát lên, giọng đầy tức giận. Cô ấy bước vội về phía phòng tắm, không chút do dự. Ngay lập tức, cánh cửa bị đẩy ra, và điều tôi nhìn thấy chỉ là một chiếc quần lót, với ánh mắt đang chằm chằm vào dòng chữ in trên đó. Chúng tôi nhìn nhau, lúng túng, trong một giây mà thời gian như ngưng động. Kẻ biến thái, Tiểu Noãn thốt lên trong cơn giận dữ, mắt nhắm chặt lại. Nhưng dù có cố gắng che giấu, cô ấy vẫn không thể không lén nhìn vào cơ thể hoàn hảo của tôi qua khe hở giữa các ngón tay. Diệp Noãn Noãn nuốt một ngụm nước miếng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Không phải bạn đã gọi tôi vào đây sao? Tôi hỏi, lòng ngập tràn sự tức giận, còn gì rõ ràng hơn việc bạn tự ý đột nhập vào đây? Tôi nhanh chóng nhặt chiếc khăn tắm gần đó, quấn quanh người, cố gắng giữ lại chút tự trọng. Tôi ngượng ngùng quát lên, là bạn đã đột nhập vào phòng tắm khi tôi đang tắm, chẳng phải bạn quá bất cẩn sao? Tôi nói với vẻ bất bình, nhưng thực lòng, tôi biết cậu ấy cũng không thể chịu nổi tình huống này. Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên, Diệp Noãn Noãn cố tỏ ra bình thản. Chúng ta đã tắm cùng nhau hồi còn nhỏ mà, nhưng cái cách lắp bắp trong lời nói đã tố cáo sự bất an trong lòng cậu ấy. Đó là chuyện của ngày xưa, tôi cắt ngang, giờ đây chúng ta đã lớn. Đừng lẫn lộn quá khứ với hiện tại, cô ấy quay đầu lại, vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cô ấy hỏi, nhưng giọng nói có chút hồi hộp, chỉ cần để tôi yên thôi. Tôi nói với chút bực bội, chắc chắn là tôi sẽ dọn dẹp sau bữa tối mai, đúng không? Diệp Noãn Noãn đáp, và ánh mắt của cô ấy vẫn ngẩng cao, không có ý định rời khỏi chỗ đó. Cái nhìn của bạn khiến tôi khó chịu lắm, không phải bạn đã nhìn đủ rồi sao? Tôi quát lên, cố gắng đẩy cô ấy ra ngoài, nhanh lên, ra ngoài ngay. Tiểu Noãn đáp lại, giọng nói có phần lo lắng. Tôi sẽ ra ngay bây giờ, tôi lập tức đóng cửa lại, không quên khóa nó. Thực sự là lỗi của tôi vì đã bất cẩn đến vậy. Tôi quên mất rằng giờ đây chúng tôi sống cùng nhau, mà lại không khóa cửa. Diệp Noãn Noãn đang nằm trên ghế sofa, mặt vùi vào gối, như thể muốn trốn tránh mọi chuyện đang diễn ra. Tại tôi nóng bừng, và tâm trí tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh Diệp Noãn Noãn trong phòng tắm.
khi nào bạn lại có được phong độ như vậy? Tôi tự nhủ, không thể không thán phục. Diệp Noãn Noãn, với những cú đấm nhẹ vào gối, thì thầm một cách đáng yêu, sau này tôi sẽ đối diện với bạn ra sao đây? Nhưng ngay sau đó, tiếng nước chảy từ vòi sen làm tôi sao nhãng. Âm thanh nước va chạm, hòa cùng với tiếng nước bắn tung tóe, khiến tôi như chìm vào một cơn mộng du. Diệp Noãn Noãn từ từ khôi phục lại bình tĩnh, đi chậm chậm về phía bếp, chuẩn bị làm sạch bát đĩa. Trong khi tắm, tâm trí tôi vẫn quanh quẩn về cô ấy, dù cho làn nước có làm nó ướt át. Nhưng cái cảm giác đó vẫn rất mãnh liệt. Khi nhận ra điều đó, má tôi bỗng chốc đỏ bừng. Cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, tôi nhìn cô ấy, thấy sự ngơ ngác trên khuôn mặt khi nhìn cô ấy lau dọn bát đĩa. Một nụ cười ngốc nghếch nở trên khóe miệng tôi. Tại sao bạn lại tắm nhanh như vậy? Tiểu Noãn hỏi, vẻ mặt bối rối, tôi còn chưa rửa bát nữa. Tôi phản bác, bởi vì cậu sẽ không ra ngoài nếu không tắm rửa sạch sẽ, đúng không? Chán ghét thật, cậu ấy lẩm bẩm, nhưng tôi không để ý, ai bảo tôi tắm bằng sữa tắm và rửa toàn thân. Tôi trả lời, không chút e ngại. Nếu bạn không tin, cứ xem thử đi. Nói xong, tôi đưa tay ra trước mặt Diệp Noãn Noãn, cố tình gần hơn để cô ấy ngửi mùi hương. Đó là mùi thơm ngọt ngào của lưu hàn hòa cùng hương sữa tắm tươi mát. Thơm quá, tôi thở dài trong lòng, có rửa sạch cũng không sao, phải không? Coi chừng, Tiểu Noãn nói với vẻ nghiêm túc. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, không thể nhịn cười. Tôi không giống người tắm mất nửa tiếng đâu, Tiểu Noãn nói, nửa giờ là bình thường. Chăm sóc da, đánh răng, rửa mặt, gội đầu, soi gương đó là chuyện bình thường mà. Cô có thể đi tắm bây giờ, tôi nói. Tất nhiên là tôi biết. Diệp Noãn Noãn nhanh chóng vào phòng, thay quần áo rồi hướng vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng hét của Tiểu Noãn vang lên từ bên trong. Đầu Xương Xương, ra đây. Cơn gầm gừ từ phòng tắm làm không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng không kém phần hài hước.